Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ một cái ứng dụng của dòng thời trang chuyên dùng cho các công trình, đặc biệt là trên các hệ chính của các tòa nhà, trung tâm thương mại, cho các showroom hay là trong quảng cáo kể cả phương tiện giao thông trên xe buýt. Đó thì đây là dòng đề can, gọi là đề can lưới nha các bạn. Cấu tạo của nó là đề can thì nó có những cái lỗ lưới như một cái lưới như thế này. Nó cũng có một cái hiệu ứng là một chiều. Thì khi mà bên ngoài á, các bạn có thể thấy là cái hình ảnh nó được in ấn thể hiện quảng cáo từ phía bên ngoài trên mặt kính. Tuy nhiên bên trong thì mình vẫn có thể nhìn xuyên ra được cái ánh sáng và cái khung cảnh ở bên phía bên ngoài. Đó. Thì với cái ưu điểm này, cho nên là đề can lưới cũng được dùng nhiều trong các trung tâm thương mại khi mà người ta, những cái thương hiệu lớn người ta in ấn những cái hình ảnh quảng cáo, người ta dán lên trên kính của những cái trung tâm, những cái tòa nhà đó, thì phía bên ngoài cũng thể hiện được cái hình ảnh quảng cáo, và đặc biệt là khi mà người ta ở bên trong vẫn được nhìn ra ngoài, nó sẽ thông thoáng, nó nhìn được ánh sáng xuyên ra ngoài, nó không có bị mất tầm nhìn. Rồi hay là kể cả trên xe buýt cũng vậy, thì trên xe buýt thì các bạn thường thì dễ thấy nhất là xe quảng cáo đồng bộ lên trên cái cả thân xe và cả kính cửa sổ trên xe. Tuy nhiên trên kính cửa sổ thì sẽ sử dụng cái đề can lưới để là bên trong người ta vẫn có thể nhìn được ra cái không gian môi trường ở bên ngoài đó. Nhưng mà đề can lưới thì nó sẽ có vài cái khuyết điểm như ở đây là các bạn thấy là vì cái cấu tạo nó nè, thì nó nhiều cái lớp lưới lỗ như thế này, cho nên nó là nó sẽ cái sự liên kết của vật liệu nó yếu nè, rồi nó sẽ dễ giòn, nó dễ rách, các bạn thấy không đó. Chính vì vậy mà cái độ bền của nó, nếu như chúng ta sử dụng ở cái môi trường mà bên ngoài rồi nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với nguyên nắng thường xuyên, thì chắc chắn là độ bền nó không sẽ không có cao. Rồi thêm một cái nữa là bề cái lưới thì nó chỉ có được ứng dụng là dán từ phía bên ngoài vào thôi. Nó thì chính vì vậy đối với những cái hệ kính cao, thi công lên cao thì độ cao 5-7m trở lên thì nó rất là khó về cái việc thi công an toàn, thì cũng đôi khi là cũng khó khăn trong quá trình mà mình triển khai thực hiện tại các công trình đó. Thì chính vì những cái khuyết điểm này, hôm nay thì bên mình đã có ứng dụng test trên cái vật liệu mới với những cái hiệu ứng rất là đặc biệt trên dòng phim. Đây là một cái dòng phim dán kính thi công. Bên mình này đã ứng dụng trang trí in ấn trên rất nhiều các hệ kính. Thì mình ứng dụng hôm nay là mình sẽ in ra hiệu ứng của như đề can lưới cho các bạn dễ thấy nè. Mình in ra những cái mảng màu và nó có hiệu ứng lưới, thì các bạn có thể thấy là về hiệu ứng thì vẫn được nhìn từ bên ngoài vào vẫn thấy rõ nội dung. Bên trong thì mình vẫn có thể nhìn xuyên lên từ bên ngoài đó. Và ưu điểm của nó là một cái mảng như một mảng phim, một bản phim, cho nên là nó có cái sự liên kết với nhau và nó có cái độ bền khi mà chúng ta dán sử dụng trong cái môi trường ở bên ngoài. Rồi thì tiếp theo là mình sẽ đi vào mình tiến hành mình in test cụ thể hai loại đề can lưới và cái hiệu ứng in trên đề can lưới trên cái chất liệu phim này, và sau đó thì mình sẽ tiến hành mình dán thử lên trên kính để các bạn dễ hình dung so sánh được cái sự khác nhau và những cái hiệu ứng đặc biệt sáng tạo mà mình đã ứng dụng trên chất liệu của phim. Để mình so sánh dễ hơn thì mình sẽ in trên cùng một cái file giống nhau. Mình sẽ in trên chất liệu của đề can lưới và in trên cái vật liệu phim lưới. Tuy nhiên thì trong cái phần phim lưới thì mình có xử lý để cho cái hình ảnh khi mà in ra nó sẽ giả lập hiệu ứng của đề can lưới. Thì các bạn có thể thấy nè, nó sẽ có sự khác nhau như thế này. Mình sẽ in cùng một cái chế độ in, mình đang in trên dòng máy in UV của Nhật Bản nha các bạn. Thì được cái là bên mình cái máy in nó khổ lớn, cho nên là mình in cùng lúc cả hai cuộn. Cho nên là mình in thực so sánh thực tế để các bạn nhé, anh Dung nè. Thì bên đây là đề can lưới nè. Bên đây là cái cuộn vật liệu can lưới. Mình sẽ gỡ sơ bộ các bạn với anh Dung luôn. Đây. Đó thì đề can lưới này thì nó đang in trên bề mặt thuận và chỉ dán được thuận thôi. Còn phía bên phim thì hiện tại mình đã in luôn cái hiệu ứng là in ngược. Để hơi nữa là bên mình thi công dán mẫu test thì mình sẽ dán ngược từ phía trong ra để cho các bạn thấy được cái ứng dụng đặc biệt của dòng phim in hiệu ứng lưới này nha các bạn. Đó thì các bạn có thể xem rõ hơn cái phần này, mình sẽ dở lên nè.
ở đây các bạn thấy chữ ngược là lý do là chút xíu là mình dán ngược nha. Còn cái phần nội dung ở phía bên dưới nha các bạn, đây mình mở lên cho các bạn thấy nè. Đó, bạn thấy giờ màu sắc nó ở bên dưới nha. Đó, các bạn có thể nhìn hình xuyên vô bên trong nè. Tiếp theo mình sẽ tiến hành mình so sánh những cái ưu điểm của hai loại khác nhau nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là tổng thể màu sắc của hai cái vật liệu này thì nó cũng tương đồng với nhau, mà mình có thể cân chỉnh gì đó cho nó phù hợp cũng được. Nhưng cái điểm khác biệt ở đây là về cái độ tỉ biến của vật liệu phim mình in hiệu ứng đề canh lưới thì nó cao hơn. Các bạn có thể dễ hình thấy nè, đối với đề canh lưới thông dụng á, thì nó là nguyên một cái mảng nền trắng này, một cái mảng nền màu trắng. Cho dù các bạn có in hình ảnh hay không hình ảnh thì nó vẫn thể hiện cái màu trắng của vật liệu ở đây. Tuy nhiên đối với dòng phim mà mình in hiệu ứng của đề canh lưới á, thì cái độ tỉ biến cao hơn, là mình có thể để cái lớp nền trong suốt nè, nền trong, ở đây là nền trong suốt mình không có in. Cái thứ hai nữa là về cái nội dung chữ hoặc là hình ảnh á, mình có thể để cho nó là nguyên một cái mảng màu, nó không có bị hiệu ứng lỗ như của đề canh lưới. Thì đối với những cái chữ nhỏ, những cái chi tiết mình cần thể hiện thông tin nó rõ ràng hơn thì với hiệu ứng này nó sẽ thể hiện rõ cái vấn đề đó. Mình có thể tách ra để các bạn dễ hình dung nè. Đó, thì đối với lớp nền này là nền trong suốt. Và phần màu sắc thì mình có thể điều chỉnh là nó sẽ chuyển từ cái màu đậm chuyển dần đến nhạt và chuyển dần sang trong suốt. Đây là ưu điểm của dòng phim bên hiệu ứng lưới. Và tiếp theo mình sẽ đi vào mặt bên sau và bên trong. Để các bạn so sánh giữa sự khác nhau của hai loại luôn. Để dễ thấy hơn cái sự khác nhau của hai loại vật liệu thì ở đây là mặt phía bên trong. Các bạn dễ hình dung là đối với đề canh lưới thông thường thì nó chỉ là nguyên một cái mảng nền thôi. Tuy nhiên đối với dòng phim mình in hiệu ứng lưới thì các bạn thấy nè, những cái phần mà trong suốt không in thì các bạn thấy nhìn xuyên ra ngoài rất là rõ, rất là dễ dàng nha. Cái phần chữ thì nó sẽ nổi bật. Ở đây thì chữ này nó có thể là nội dung mình sẽ thể hiện nó bật cả bên trong và bên ngoài luôn vẫn được nha các bạn. Đó. Rồi cái độ trong suốt các bạn thấy là nó sẽ chuyển từ từ màu đậm nè, màu đậm và chuyển dần sang nhạt và sang trong suốt, ở đây là không có màu luôn. Rồi, và cái sự khác nhau đặc biệt cuối cùng mình muốn chia sẻ là đối với dòng phim này thì nó sẽ có thể mình dán được từ phía bên trong, mình dán lên kính phía bên trong ra, thì ứng dụng cho những cái vị trí mà khó thi công khi trên cao nguy hiểm, hoặc là trên những cái hệ kính của tòa nhà trên cao tầng thì mình có thể dán từ bên trong lên trên kính mà mình có thể thấy được cái hình ảnh bên ngoài, cũng như là nhìn ra được không gian bên ngoài, nó sẽ không có bị che khuất tầm nhìn. Đó là ưu điểm đặc biệt của dòng phim nên hiệu ứng lưới. Mình đã chia sẻ xong cái sự khác nhau của hai loại vật liệu đề canh lưới thông dụng cũng như là dòng phim bên mình in ứng dụng cho hiệu ứng đề canh lưới. Đó, thì đối với dòng phim này bên mình có thể ứng dụng được rất là nhiều những cái hiệu ứng khác nhau, từ Rorschach chuyển màu, từ màu trắng chuyển màu, rồi từ những cái hiệu ứng đặc biệt như thế này. Đó, thì trong video này các bạn có thắc mắc gì các bạn có để lại comment, mình sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.